sản phẩm các chị nha. Em có hai màu cho mình lựa chọn đây. Màu tím em đang mặc trên người với mã số là DA493 các chị nha. DA493 màu tím. Và em có cho mình tông màu xanh. Màu xanh với mã số là DA494 các chị nha. Có hai tông màu cho mình lựa chọn nè. DA494 màu xanh và DA493 là tông màu tím nha. Hai màu cho mình lựa chọn luôn. Món này thì em sale cho mình với giá chỉ có 349.000 đồng thôi. Chất vải của nó là chất la dâu. Rồi có độ co giãn cực kỳ tốt cho các chị mình luôn. Thiết kế cổ ráp chéo cho mình rất là đẹp ha. Rồi đầm này của em á các chị yên tâm đi các chị ơi. Mặc rất là mát lọt và thoải mái các chị nha. Thấm hút mồ hôi cũng tốt nè. Vải mịn cực kỳ luôn ha. Chỉ có giá 349.000 đồng và em có đủ size nha. Các chị trong tầm 40kg đến 65kg là có size vừa, tức nghĩa là em có từ size M đến size 2XL cho các chị mình luôn nha. Rồi chị nào đặt thì cứ comment cho em DA493 là màu tím em đang mặc hoặc DA494 là màu xanh các chị nha. Ngày hôm nay chỉ có 349.000 đồng thôi. Nhanh tay đặt hàng sớm để em chữa hàng chữa size cho mình nha.